Nhật Dương, theo anh phách đánh của chim chào mào mà anh thích nhất là thấy hiệu quả nhất trong các cuộc thi? À, ý là bạn hỏi về phách đánh mà Nhật Dương. Thế này này, cái nói chung là với cá nhân mình thì cái phách đánh của con chim, anh chưa? Phách đánh của con chim nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Rất nhiều yếu tố, kể cả về trình độ. Đấy, đầu tiên là nói về trình độ. Thứ hai nữa là cái nết để mà đi vào lòng nghệ nhân được rất là nhiều người thích. Và cái cuối cùng nó là cái quyết định cuối cùng, đó là cái giá trị của một chiến binh, đúng không ạ? Phách đánh của con chim đó là nó hội tụ, đó là ba yếu tố, đó là gì? Hiệu quả. Thứ hai, được nhiều người nghệ nhân người ta yêu quý với cái những nét đánh đó. Và một cái cuối cùng đó là giá trị của một chú chim thi đấu đơn giản. Vậy thì tại làm sao có những chú chim vẫn đạt giải cao, vẫn vào xe máy, vẫn vào giải này kia nhưng giá trị không cao nhiều? Tất nhiên thì những con chim mà đá xe, đá cộ thì nó phải tính bằng tiền trong. Điều đó không thể bàn cãi. Thế nhưng mà nó không thể vượt trội bằng những chú chim mà có lối đánh mãn nhãn, đúng không ạ? À, đi vào lòng người. Thì điều đầu tiên đó là các bác phải chọn được những chú chim có bộ hình tốt. Đấy, khung cốt tốt. Đó là những chú chim thế nào? Mình đòn dài lông mỏng. Đòn dài lông mỏng, đó là yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai nữa là những chú chim mà thái độ thi đấu luôn luôn vươn mình. Luôn luôn vươn mình. Và trong quá trình đấu thì găm chim, tức là theo chim để thi đấu được. Đấy, có những chú chim mà các bác thấy là có những chú rất nhiều chú chim đi thi đấu nhưng mà cái nét đấu anh em không thích. Ví dụ như là thường xuyên sụp mũ, dí chim sụp mũ, nó đấu bạo lực quá, các bác cũng không thích, đúng không ạ? Tất nhiên thì những chú chim mà dí chim sụp mũ thi đấu bạo lực thì những chú chim đó đi thi thông thường thì cái độ an toàn rất là cao, cái độ an toàn rất cao, tức là cái xác suất mà chú chim đó rớt thì rất là khó. Đấy, thế nhưng mà ra hình, ra bộ, ra phách thì nó lại không có, tại vì những chú chim mà thông thường bu chụp sụp mũ thì đồng ý là thái độ rất tốt, thế nhưng mà để mà những chú chim mà ra phách đánh thì nó lại không đẹp, đúng không ạ? Nó sẽ thua những chú chim mà rê cầu, lật cầu hay là cúp xê, đúng không ạ? Và thì anh em nên tuyển chú chim thế nào? Anh em nên tuyển chú chim mà bộ hình phải đẹp, tức là đòn dài lông mỏng, nó ống chim, nó dài chim thì thông thường nó là những cái ưu điểm để cho chú chim nó có một cái bộ hình đẹp. Thứ hai nữa là chú chim là hạn chế về bô chụp đó, mà mình hạn chế bô chụp thì mình được lợi rất là nhiều. Thứ nhất là mình tiết kiệm được cái lực đánh, thứ hai nữa là chú chim không bao giờ mất về hình bộ, không bao giờ mất hình bộ. Đấy, và những chú chim mà các bác đừng có chơi những chú chim mà nó vỗ mặt quá, các bác tuyển những chú chim mà nó đừng có vỗ mặt quá. Đấy, nếu mà chú chim đấu vỗ mặt quá tức là chú chim thiên về cánh nhiều quá không tốt, vừa phải thôi. Đấy, nó là hợp lý. Và cái cuối cùng đó là cái bước nhảy của chú chim, bước nhảy của chú chim luôn luôn có một cái sự mềm mại trong quá trình di chuyển cầu trong thi đấu. Đấy là những cái phách đánh mà chú chim luôn luôn được nhiều người nghệ nhân yêu quý. Tất nhiên có những người ta thiên về lật cầu, rồi có những người ta thiên về rê cầu, nhưng dù có lật cầu hay là rê cầu thì bao giờ những chú chim mà có bộ hình đẹp, đấy, ống chim dài đòn, đấy, thì bao giờ nó cũng rất nhiều anh em nghệ nhân người ta yêu quý và người ta đánh giá rất là cao. Tất nhiên có rất nhiều chú chim đánh với cái phách đánh bạo động, đấy, lật cầu rất mạnh nhưng lại cái bộ hình nó không có đẹp, tức là hay có ngửa màu về sau. Đấy, thì chú chim nó có nét đánh người ta không đẹp. Với lại đôi khi là chú chim đánh mà nó nằm chim quá. Những chú chim phách đánh mà nằm chim quá thì thông thường rất dễ bị bất bộ khi mà ghề về sau lực nó xuống. Đấy, thì nó rất dễ bị hạ oan những cái trường hợp đấy. Cho nên là những chim mà đứng đòn dài lông mỏng, đứng vươn mình, đặc biệt là những chú chim màu đinh đá lần, đấy, những chim mà ống chim mà vươn mình đấu rất là đẹp. Đấy, cho nên là các bác phải tỉnh táo về những cái phách đánh đấy. Cho nên là có những chim mà cũng là vào giải cũng như vậy thôi, nhưng mà giá rất là cao, tại vì những chim phách đánh đẹp, nó uyển chuyển con chim, nó ra phách ra nước, đấy, nó uyển chuyển thì bao giờ con chim nó có một cái sự nó hoa mỹ trong quá trình thi đấu. Đấy, cũng giống như các cầu thủ đá bóng cũng thế. Tất nhiên có những cầu thủ người ta có kỹ thuật, người ta có hoa mỹ thì bao giờ cái người xem nó bao giờ cũng hứng thú hơn. Đối với những người mà đá tất nhiên hiệu quả nhưng mà không có độ hoa mỹ thì nó cũng đôi khi nó cũng nhàm chán, phải không ạ? Đấy, cho nên là các bác cái phách đánh của chú chim thì các bác phải hiểu về vấn đề đó. Tại sao mà cũng là chú chim đó mà giá cao, nhưng mà cũng là chú chim vào giải như vậy mà là giá không đạt bằng chú chim đấy, là nguyên nhân như vậy. Tất nhiên thì mình vẫn vào giải đó nhưng mà người ta không thích, rất ít người ta thích. Chẳng qua những chú chim mà đánh mà
bô chụp ít bọc hay là ít cánh ấy, mà thường xuyên dí chim sụp mũ ấy. Tất nhiên chú chim đó thì cái độ an toàn rất là cao, mình phải thừa nhận đó là độ an toàn rất cao. Thế nhưng mà những chim đó thì rất là dễ bị hạ ở những cái vòng nhạy cảm, nếu như chim đều, đúng không ạ, nếu chim đều. Và cái thường thông thường là bộ hình không đẹp, nôm na là bộ hình không đẹp đấy. Kể cả các những chú chim đấy có vào chung kết thì rất khó ăn giải nhất, rất khó ăn giải nhất nhá. Đặng Hoàng Thái Anh, chim uống mật ong có tốt không bác, có hỗ trợ lên lửa không? Tất nhiên thì nó có hỗ trợ bác Đặng Hoàng Thái Anh nhá, tất nhiên nó có, nhưng uống nhiều nó sẽ không tốt. Thứ nhất là các bác cho chú chim mà uống mật ong nhiều quá, nó vừa phải thì nó tốt, nhưng mà cho nhiều quá con chim nó bị lạm dụng, nó bị lạm dụng và nó phụ thuộc vào mật ong. Bác Đặng Hoàng Thái Anh nhá, vừa phải tức là mình chỉ có trước khi đi thi và sau khi đi thi thì nó sẽ hỗ trợ thêm, chứ còn các bác thường xuyên cho chú chim uống mật ong thì nó sẽ lạm dụng và nó phụ thuộc, đặc biệt là chú chim đó nó nghiện à, bác nhá. Chào bạn già Việt Trần nhá, chào em trai bác Ken. Anh Nhâm hỏi, con bổi mùa đầu ở nhà em ở chuồng thì nó chạy cầu lật cầu mãi mà không thấy bọng, thì làm sao biết chú chim có lửa? Những chim mà ở nhà mà lật cầu á, chạy cầu á, mà có chim bổi á, thì các bác thông thường là rất là khó. Tại vì đây, điều đầu tiên anh phải nói là những chim này thông thường là những chim thuộc dạng những chim tố chất, thông thường là như thế. Thế nhưng mà không phải chú chim nào cũng ở nhà chạy cầu lật cầu là tố chất. Nhưng mà những con bổi á, mà nó có biểu hiện như vậy thì thông thường thì 10 chú chim thì hết khoảng từ 6 tới 7 chú chim là có tố chất đấy. Thế nhưng mà tố chất ở đây thì có bền bỉ hay không, có vững chãi hay không, có bản lĩnh hay không thì nó phải là dàn để mà mình khẳng định được, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà để làm sao để biết nó có lửa hay không thì đầu tiên là các bác phải xem được cái thái độ của con chim đó. Cái thái độ của con chim tức là như qua hình dáng, qua chi tiết và qua cái tư duy của các bác chăm chim. Tức là các bác khi con chim biết có lửa, tức là cái lông bộ mặt này nó sẽ ôm sát, nó ôm sát. Thứ hai nữa là cái cổ họng nó có màu vàng trong, nó không phải vàng nghệ các bác nhá. Chú chim mà các bác nuôi mà có màu vàng nghệ tức là nó vẫn có lửa nhưng nó chưa căng, nó sẽ chuyển qua màu vàng trong. Các bác có hiểu là trong cái ngành công nghiệp cái màu vàng nghệ khác mà cái màu vàng chanh nó khác. Cái màu vàng chanh nó sẽ có màu vàng nhưng mà nó trong hơn so với màu vàng nghệ. Đấy, thì các bác nếu mà các bác chơi trong ngành công nghiệp, các bác hiểu ngành sơn thì cái màu vàng chanh đó chính là cái màu họng của chú chim đạt điều định lửa căng. Đấy, thứ hai nữa là các bác xem về cái họng của nó này. Thông thường cái con chim mà vào lửa cái họng nó bao giờ nó cũng xà xuống, nó phùng xuống. Đấy, chứ còn các bác có đôi khi các bác xem phân thì nó cũng không chính xác lắm, tại vì có nhiều chú chim mà nó đi cái cơ địa tốt, hệ tiêu hóa tốt, nó vẫn đi phân khô bình thường. Đấy, nhưng mà em có thể nói các bác là các bác không biết là các bác chăm chim như thế nào thì em không biết, nhưng mà cá nhân em mà chú chim mà đi phân khô quá thì không bao giờ tốt. Cá nhân đánh giá như vậy, nó vừa phải thôi, nó vừa phải nó sẽ ok hơn, chứ còn nó khô quá nó sẽ dễ bị bón và nó không nó dễ bị trong cái thi đấu ấy, nó dễ bị bón và nó khó đi cầu trong cái thi đấu, cho nên là đi phân khô nhưng mà vừa phải thôi. Quan trọng nhất là cái cục phân nó đi ra nó sẽ có một nửa màu đen, một nửa màu trắng, đó là quá tuyệt vời, chứ đừng có khô quá bác nhé. Con chim em thay lông được 70% rồi, sao lông bụng nó xoắn lại? Lông bụng nó xoắn lại thì nó có hai cái nguyên nhân và nó cũng có hai vấn đề. Thứ nhất là bạn nhìn vào thời điểm nào. Nếu như chú chim mà trong quá trình nó tắm nhá, trong quá trình nó tắm lên mà bạn thấy cái lông nó bó lại, tức là nó rụng chưa hết, ok chưa? Nó rụng chưa hết, tức là cái lông cũ ấy nó sẽ không có độ bóng và nó không có độ mướt, thì chú chim nó bao giờ hai cái lông bụng nó bao giờ nó ướt và nó dính lại với nhau, thì các bác thường là bảo là lông xoắn. Thứ hai, nếu như chim nó mà đã độ rụng lông bụng rồi mà nó dính lại với nhau, tức là bạn nuôi lông yếu, hoặc cũng có thể cái cám đó nó không phù hợp với chim đó, bác Nguyễn Tuấn Ngọc nhé, ok chưa? Bác cho hỏi, con chim em đang chơi nhiệt quay ra tỉa cánh rồi vũ mình. Vâng, đúng rồi đó bác, vũ nhà cánh, bất kể con chim nào nó đấu nhiệt quá nó cũng sẽ hay vũ mình và nó sộc sạch bộ lông. Thì cái này là cái đó là cái quy luật tự nhiên của bất kể một chim nào cả. Đấy, bất kể một chim nào nó chơi nhiệt quá thì nó bắt đầu nó sẽ hay vũ mình. Đấy, chứ còn nếu mà nó vũ mình xong mà nó tỉa cánh nhẹ một cái nó chơi tiếp thì không ảnh hưởng gì, tại vì đây là quy luật của con chim. Còn những chim mà đấu bình thường mà khi bắt đầu thường xuyên vũ mình, tức là có biểu hiện xuống lực, tức là yếu dần. Đấy, tức là nó các bác phải hiểu về vấn đề đó, bác Vũ Hoàng Thái Khánh nhá. Chứ còn nếu con chim nó chơi nhiệt thì bắt buộc nó phải vũ mình, bắt buộc nó phải này kia thôi. Bạn ơi cho mình hỏi, chim mình bu lên nan nhảy ra ngoài ra là ngoái,
còn sàng cầu đi chuyển không bị. Có cách nào làm chim không bu lên nan không bạn? À, cái nào mà để cho con chim mà hạn chế bu lên nan thì hầu như là không có cách nào trị. Nhá, tại vì đó là cái đức tính của con chim, cái bản tính của nó. Đấy. Mà bây giờ các bác có làm nan xít hay là nan thưa thì nó đều bu được. Đấy. Có cái là nó bu ít hay là nó bu nhiều thôi. Đấy, chứ còn để mà bảo con chim mà không bu lên nan thì không có cách nào được. Đấy là em nói rõ vấn đề. Mà kể cả những cái bệnh ngoái thì không có cách nào để mình điều trị dứt điểm được. Không có cách nào điều trị các dứt điểm được. Đấy. Ví dụ như con chim mà nó có thể ngoái cầu thì các bác có thể là tìm đủ mọi cách thì nó hạn chế hơn. Những chú chim mà đã bu lên nan ngoái thì thông thường chú chim nó rất khó điều trị, rất khó điều trị. À, bác nhé. Cái này em xin chia buồn với bác. Hà Hưng, chim tụt lửa làm sao vậy? À, những chú chim mà bị tụt lửa ấy, à, các bác đừng có vội vàng. Các bác thúc quá con chim nó sẽ bị bể chim, bác nhé. Người ta bảo là chơi chim dưỡng tính mà, các bác cứ phải từ từ. Thứ nhất là các bác tìm hiểu về con chim nó nguyên nhân là sao tụt lửa. Thứ hai nữa là về thời tiết và cái thời điểm để các bác chăm chim. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là các bác phải chế độ đều tay. Đấy, chăm đều tay hàng ngày, đặc biệt là mùi tươi. Các bác nên ngày nào cũng có để cho chú chim nó sung mãn trở lại. À, chăm chim để nó căng thì khó, chứ nuôi tụt thì rất là dễ. À, bác Hà Hưng nhé, quan trọng là bác phải đều tay cho nó và chế độ nó phải phù hợp. Đặc biệt là chế độ tắm nắng và tắm nước nó phải hài hòa đều cho nó. Các bác, nhiều các bác là cứ chăm chim mà cứ 3-4 ngày mới tắm một lần. Đồng ý là có chăm, có thể là ngày nào cũng có cào tắm, chẳng tắm, rửa chẳng rửa, phơi nắng chẳng phơi nắng, chỉ có bỏ đồ ăn cho nó thôi thì cũng không đạt được, bác Hà Hưng nhé. Cho nên là để chăm con chim đạt lửa thì nó cầu rất là cầu kỳ và nó phải chế độ tốt. Anh Châu hỏi chim sợ người, chim ngoái có sao không anh? Cái này thì không sao cả. Nhưng mà những chú chim mà có rất nhiều chim mà nó sợ người, nó ngoái, và khi nó thuần lại thì nó hết. Nhưng mà cũng có những con chim mà đây là một cái nền tảng và đây là một cái mấu chốt để sau này nó ngoái. À, bác Hoàng Nguyễn nhé. Đấy, nhưng mà cái vấn đề mà ngoái thế này thì cá nhân em đánh giá nó không có gì quan trọng. Cái quan trọng nhất là ra dàn cơ. Ra dàn nó ngoái mới sợ, chứ còn ra dàn ở nhà nó ngoái, nó ra dàn nó không ngoái thì chả vấn đề gì. Mà nhiều chú chim đá xe còn chả có tiền để mà mua nữa bác ạ. Chứ còn hiện tại bây giờ có thể các bác chưa đi thi những thế, chim dân dàn bị nhiều lỗi lắm. Có cái là trong quá trình thi đấu thì nó ít bị hơn, thì nó vẫn thi đấu bình thường, chứ chả có gì phải quan trọng những con chim ở nhà bác nhé. Chim em hay bị rụng lông cánh hai cánh có bị sao không anh? Những con chim mà bị rụng lông cánh thì bạn thông thường nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà thông thường đầu tiên là có thể là đêm hoang ngủ hay giật mình. À, nó bay ban đêm nó cũng có rụng lông cánh trong đuôi. Thứ hai nữa là những chim mà rụng lông cánh ấy, thì thông thường là bạn nuôi bộ lông yếu, nó sẽ rụng lông quanh năm. Đấy, thứ ba là chú chim nó bị bể lực. Đó là ba cái nguyên nhân và bạn phải xác định rõ. Và trong quá trình bạn nuôi thì bạn phải hiểu được, phải biết được nó rụng như thế nào thì nó dễ xác định về cái lỗi nhiều hơn. Chứ còn để mà xác định chính xác thì bạn hỏi như này thì rất là khó xác định. Bạn Phạm Hải Anh nhé. Chim bắt đầu thay lông mình chăm sao anh? Những chim mà bắt đầu thay lông ấy, thì các bác phải thứ nhất là các bác cho ăn đồ mát, những trái cây mát, cắt mồi tươi khoảng thông thường là khoảng từ 2-3 tuần để cho nó xòa. Đấy, các bác khi mà các bác phát hiện ra những chim bắt đầu thay lông là gì? Tức là những chim bắt đầu xả lông cánh và một ít lông mình. Đấy, bắt đầu rụng lông cánh và một ít lông mình. Có những chú chim mà nó chỉ mới là lông đuôi thôi thì nó chưa đổ đâu. Tại vì cái này nó chỉ mới là báo lông. Đấy, khi con chim nó đổ lông cánh và một ít lông mình, lúc đấy bắt đầu nó xòa lông thì các bác cho ăn đồ mát và cắt mồi tươi. Để chú chim nó tụt lửa nhá. Để sau đó là các bác chăm mồi tươi thì các bác cứ chùm lồng bình thường, không nên cho ăn mồi tươi từ 2-3 tuần. Sau đó các bác chùm cứ 3 ngày các bác đưa ra tắm một lần, và tắm xong các bác đem vào chùm ngay, đừng có phơi nắng, đừng có gì cả. À, bác nhá. Cứ 3 ngày chăm một lần. Sau 4-5 tuần các bác cho nó đổ mạnh thì các bác cho ăn cọc cào lại để nó tăng cường cho có cái lực của nó. Nuôi sao chăm kỹ lắm mà không có lửa anh bác Trung Sắt. Vâng, thưa bác là không phải là bác chăm tốt là con chim chơi tốt. Cái điều đầu tiên các bác phải hiểu con chim. Và đại thông thường là các bác chăm chim theo kiểu parem. Và con chim nào các bác chăm cũng như vậy. Cho nên nó không phù hợp với con chim đó. Các bác phải lưu ý rằng có tất nhiêu chim mà các bác chăm nhưng chăm không đúng phương pháp cũng con chim không chơi được. Tại sao mà cũng là con chim nói các bác chăm mà nó không chơi, nhưng mà khi các bác chuyển nhượng cho một người khác, người ta nuôi rất bình thường, chú chim nó lại chơi được. Đấy, cho nên là các bác phải linh động về cái vấn đề đó. Thế nhưng mà cái vấn đề này em nói ra nhưng mà cũng không thể chính xác 100% cho được. Cũng có thể là do tố chất của chú chim nó không được tốt. À, bác Trung Sắt nhá. Nếu bác chăm mà nó quá tốt mà nó không chơi được hay là nó không có lửa thì chứng tỏ tố chất con chim nó không có. À, bác Trung Sắt nhá.
chim lên dàn hay gã rỉa là sao ạ? À? Tống Vĩnh, vâng, những chim mà lên dàn hay gã rỉa thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Thế nhưng mà cái nguyên nhân cốt lõi là có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là các bác nuôi chim còn yếu lửa. Đấy, đầu tiên là điều yếu lửa. Thứ hai là tố chất của con chim. Tố chất của con chim. Đấy. Những chim mà tố chất không có ở ra già nó hay gãi rỉa, nó hay làm tầm bậy tầm bạ lắm. Chứ còn những yếu chim mà nó có tố chất, nó có bản lĩnh thì nó rất là ít gãi rỉa, mà nó có rỉa nó rỉa rất là nhanh, sau nó đấu lại ngay. Đấy, cho nên là nó chỉ có hai nguyên nhân chính, đó là chăm chưa tốt và chú chim yếu tố chất chưa đạt. À, mặc tông bệnh nhá. Và những chú chim mà nó gãi rỉa nhưng mà nó đấu tốt thì mình sẽ có cái cách để mình can thiệp, nó sẽ ok hơn.